trường âm nhạc, đối kháng đỉnh cao, những chất giọng khủng. Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi bên nhau, chẳng muốn lần cách xa nhau. Ta đừng biết đến để em không buồn đời, ta đừng biết đến làm chi. Thần thái cuốn hút, thủ lĩnh nổi tiếng, đấu sĩ cực chất, chiến lược khuyết tính, thắng thua thông qua lọt hố. Ai sẽ chiến thắng tại đấu trường âm nhạc? Đón xem đấu trường âm nhạc phát sóng vào lúc 21 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ trưa hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.